ba là cười, thứ tư là chào, và cái thứ tư đó là chúc người ta một điều gì đó. Ok không anh chị? Rồi, tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta có mặt với nhau ở đây 8 tiếng không phải chỉ để thực hiện cho cái việc chào hỏi. Phú gửi đến anh chị và các bạn mình cái hành động chào hỏi này chỉ có đúng 2 phút. Nhiệm vụ của anh chị và các bạn mình đó là trong vòng 2 phút mình càng làm quen nhiều người, mình càng chào hỏi nhiều người càng tốt. Đó anh chị. Rồi, anh chị các bạn mình đã rõ chưa? Rồi, có một người nói rõ và có vô số người chưa nói gì hết. Không sao, đây là cái cách mà Phú sẽ tác động với anh chị ha. Rồi, anh chị và các bạn thân mến, khi mà Phú hỏi một cái điều gì đó, anh chị vui lòng nói tôi và lấy tay kéo từ trên kéo xuống như vậy được không ạ? Rồi, Phú ví dụ, ai hiểu đó? Không sao, bây giờ Phú sẽ hỏi một bài câu hỏi của Phú nha. Anh chị và các bạn thân mến, ai đến từ phòng vận hành? Ồ, phòng vận hành chưa ai vô hả? Rồi, không sao,